Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án Neuralink Docker nhé. Tham gia dự án này mình sẽ vào link dưới phần mô tả cho mọi người. Sau đấy mọi người làm nhiệm vụ và bot yêu cầu nhé. Ok, khi vào đây mọi người sẽ bấm Start cho mình. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên mọi người follow Twitter. Follow Twitter. Mọi người sẽ mở Twitter lên. Bấm theo dõi này, ok. Sau đấy quay trở lại bot. Nhiệm vụ thứ hai follow và retweet bài đăng kênh liên kết nhé, mọi người retweet là kênh liên kết. Mọi người tìm đến dự án và follow kênh liên kết đây nhá, bấm thích này, sau đấy bấm retweet, thích dẫn tweet, gắn username của nó vào nhá. Rồi ok, bấm tweet lại. Ok. Sau đấy quay trở lại bot. Tiếp theo join vào hai kênh channel và group. Bấm join. Ok, quay trở lại bấm vào group. Bấm join. Ok. Tiếp theo subscribe kênh YouTube, join vào group này tiếp nào. Rồi. Tiếp theo subscribe kênh YouTube, đăng ký kênh YouTube, bấm đăng ký này, ok. Rồi quay trở lại bot, mọi người bấm check cho mình. Ok, bấm join AirDrop. Rồi bấm submit. Ok, nhập username tài khoản Twitter, username tài khoản Telegram nhé. Ok, copy profiling của cái của bên Twitter, tài khoản Twitter. Mọi người sẽ vào Twitter nhé, tài khoản Twitter. Vào Twitter. Vào phần avatar. Sau đấy vào phần hồ sơ. Bấm vào phần ba gạch. Bấm vào chữ sao chép. Sau đấy bấm vào phần sao chép liên kết. Mọi người tìm đến chữ sao chép liên kết ở đây nhá, sao chép và thay bộ nhớ đấy. Sẽ quay trở lại bot, mọi người gửi profiling vào đây. Rồi ok, gửi địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên Trust Wallet hoặc MetaMask. Mọi người sẽ vào địa chỉ và ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask, mọi người copy địa chỉ ví Binance BEP 20 nhé. Sau đấy mọi người dán vào đây. Ok, mọi người cứ gửi địa chỉ vào đây. Rồi, nó hỏi là mọi người đã join vào kênh channel với cả kênh group YouTube chưa thì mọi bấm don. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ vào tài khoản Twitter, link Twitter. Sau đấy vào phần Twitter Reply. Và copy cho mình cái link này nhá. Cái vừa mọi người mới chia sẻ mà đây đấy, mà cả gắn cả username của kênh liên kết đấy, ngoài dán vào đây. Ok, bây giờ mọi người sẽ bấm refer link. Ở đây mọi người sẽ có link web mọi người chia sẻ bạn bè My Binance. Ở đây thì mọi người sẽ có trích số dư đấy, và withdraw thì ngày bao nhiêu, và 20 tháng 7 thì nó sẽ cho rút tiền mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người xem video, vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án Neuralink. Mọi người sẽ nhận được token Neuralink nhé, token Neuralink. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo. Và đừng quên cho mình một like, một chia sẻ nhé, tạm biệt mọi người.